Rồi xin mến chào quý anh em. Nay xin giao lưu với anh em một tác phẩm vú nha, y hệt như một con sư tử nè. Hoành góc 97 nha anh em, hoành góc 97, chiều cao của nó 120. Đế rồng của nó 1m2 luôn nha anh em. Cây này trọng lượng nó thì nó rơi vào chắc cỡ tầm 75 kg nha. Nành hai người khiêng nha anh em. Giống như một con sư tử nằm rất đẹp. Ngầu phía sau đi. Rất to nha anh em nha, to lắm. Tầm 75 kg anh em. À, rất đẹp nha, rồi quay về đây nha. Đế rễ chia điêu rồi hết á. Đế rễ nó chia điêu rồi hết nha anh em. À, rất đẹp. Cái mạch thân này là cái mạch thân dẹp nha. Cái mạch thân nó rất dẹp nha anh em. Đây nè. Cái mạch thân của nó rất là dẹp. Rất là hay nha anh em. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu nha. Chào anh em.